Hôm nay ngư dân bán đồ ra chợ hết rồi, nên con nhận được 200.000 phóng sanh cho ông Nguyễn Văn Chí hưởng thọ 75 tuổi. Nay con đi trồng rừng trước cho ông, trồng rừng đước để hồi hướng công đức cho ông nhé. Để cho cái những cây đước nó tạo ra những ngôi nhà cho các loài sinh vật trú ẩn này kia đó phát triển đó, thì ông cũng có phước nữa. Mặc dù ông đã mất 100 ngày rồi, nhưng mà phước đức này sẽ thuộc về ông nếu như ở đây người ta không có tàn phá những cây đước đó. Dạ. Còn ai tàn phá thì họ sẽ làm lại những loài vật để bảo vệ những cây đước đó ở các cõi Sa Bà. Cõi Sa Bà này bị hủy hoại thì người ta phải làm mang thân xuất sanh ở những cõi Sa Bà khác. Dạ. Con rất nhiều cõi Sa Bà. Dạ, con đang ở cõi Sa Bà thứ 1400 mấy á. Rồi, lên đường. Rồi. Nguyễn Văn Chí, 75 tuổi, phóng sanh hồi hướng tất cả công đức cho ngài nha. Giờ trồng rừng cho ngài luôn nè. Đó.